Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 133. Ở trước mặt hắn đang có 7, 8 thi thể, máu chảy thành sông, họ vừa mới chết không lâu. Mấy người này đều là nhân tài giới vực cấp cao, dù được đưa ra làm con chốt thí thì cũng có vẻ hơi xa xỉ. Trong vài ngày qua, nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao chết trong tay Lâm Nhất cũng đã có hơn mấy chục người. Kết quả vẫn có người nối tiếp nhau mà đến, dù chiến giới thiên càn có tài nguyên lớn mạnh đến đâu, e rằng cái giá phải trả cũng rất lớn. Dựa vào uy hiếp mà không có lợi ích thì sẽ không có nhiều giới vực cấp cao như thế bán mạng cho hắn ta. Điều quan trọng nhất là hiện tại có rất nhiều yêu nghiệt chiến giới ở khu vực khác cũng xuất hiện ở cao nguyên Hoàng Sa. Động tĩnh quá lớn. Có thể họ đã phát hiện ra bí mật của ngươi, Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất, do dự một lúc rồi trầm giọng nói. Bí mật gì? Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn hơi khó hiểu. Cơ duyên mà ngươi có được ở Bảo Điện Thương Long. Bùi Tuyết tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, bọn họ có một loại bí bảo tên là Hồi Quang Bảo Giám, có thể tái hiện lại hình ảnh đã xảy ra. Có lẽ hình ảnh ngươi và Huyền Lôi Song Kiếm đánh nhau đã bị họ phát hiện ra dấu vết. Bảo cốt Thương Long. Một tia sáng lóe qua trong mắt Lâm Nhất, nghĩ lại thì thấy cũng có khả năng. Dù sao đây cũng là một chiếc bảo cốt chân long do Thương Long Vương để lại, nó được khắc thần văn hoàn chỉnh. Kể cả yêu nghiệt của 10 phương chiến giới cũng rất khó không dao động. Ngoài ra, có thể là có liên quan đến ta, Bùi Tuyết khẽ thở dài, nét mặt chán nản. Lâm Nhất há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu như đối phương muốn thì sẽ không giấu giếm điều gì. Còn nếu như không muốn, có hỏi cũng như không. Người có nghe nói gì rồi sao? Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng hỏi. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tuyết còn đang bị thương rất nặng. Trên mặt đối phương là vẻ lo lắng, quanh quẩn bóng dáng tử vong. Nàng ta rất kinh hoàng, lo lắng, sợ mình không thể rời khỏi khu vực này và chết ở cao nguyên Hoàng Sa. Cũng có một ít, Lâm Nhất bâng quơ đáp. Người đã nghe thấy tin đồn gì, Bùi Tuyết dường như đã quyết định điều gì đó, nhìn Lâm Nhất cười hỏi. Lâm Nhất chần chừ, sau khi cân nhắc mới nói, ta nghe nói cô đang giữ chí bảo, món chí bảo này có thể thay đổi thứ hạng trong cuộc chiến cuối cùng. Nếu ai có được nó thì rất có thể sẽ bước lên đỉnh cao của thiên lộ. Sai. Bùi Tuyết lập tức bác bỏ, điều này không hề đúng chút nào. Đây là tin tức giả do 10 phương chiến giới tung ra, đúng là ta đang giữ cơ duyên vô thượng, nhưng cơ duyên đó hoàn toàn không thể thay đổi thứ hạng trong cuộc chiến cuối cùng. Hả? Lâm Nhất kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng tin tức sẽ là giả. Bùi Tuyết trầm giọng, chí bảo là quả thần huyết. Ở thiên lộ thứ 9 này có tổng cộng 3 quả. Ta lấy được một quả, thủ lĩnh chiến giới đế vũ một quả cuối cùng nằm trong tay người tình bé nhỏ của ngươi. Ta đã phong ấn nó vào trong cơ thể của mình. Rư. Vào lúc này, trong màn cát vàng mù trời đột nhiên vang lên một tiếng giống chói tai của thú dữ, Lâm Nhất và Bùi Tuyết quay đầu lại nhìn. Trong màn cát vàng, một bầy yêu thú xông về phía hai người như thủy triều, mắt của bọn chúng đỏ như máu. Rõ ràng bầy yêu thú này đang bị người khác khống chế, người đến vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất rất bất ngờ, không ngờ chí bảo trong tay Bùi Tuyết lại là một loại quả, hơn nữa cũng không ngờ Nguyệt Vi Vi cũng đang giữ một quả. Thế chẳng phải là nàng ta cũng đang bị chiến giới truy sát sao? Rốt cuộc quả thần huyết này là thứ gì thì Lâm Nhất không biết, nhưng bây giờ hắn không có thời gian hỏi nhiều, bầy yêu thú bị khống chế ở đằng sau đang tấn công tới. Chẳng mấy chốc sẽ bao vây nơi đây. Cùng lúc đó, giữa màn bụi bốc lên do mấy nghìn con yêu thú, cách đây rất xa có một bóng dáng mơ hồ đang nhanh chóng chạy tới. Lâm Nhất nheo mắt nhìn lại, trong bầy yêu thú nhiều đếm không xuể kia có rất nhiều con có khí thức mạnh mẽ, chỉ riêng yêu thú cấp bá chủ đã có hơn mấy chục con, hơn nữa tất cả đều là tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4, thậm chí còn có mấy con yêu thú cấp vương giả, chúng tấn công đồng loạt trông cực kỳ đáng sợ. Nếu như thật sự không còn cách nào khác, người hãy giết ta rồi lấy quả thần huyết ra, sau đó đến thành tứ tượng đưa cho người của chiến giới hoàng đồ giúp ta. Trước đó ta đã bị thương, bây giờ thì bị thương nặng lắm rồi. Bùi Tuyết khẽ khàng nói, nét mặt thương cảm, vẻ u sầu trên mặt vẫn còn đó, trong mắt quanh quẩn sự tuyệt vọng. Nàng ta rất bi quan, nghĩ rằng mình không thể rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa.
Trong cuộc truy sát và phục kích mấy lần trước đó còn làm liên lụy đến Lâm Nhất nhiều lần, nếu không nhờ hắn ra tay thì nàng ta đã chết từ lâu. Ba chiến giới cùng nhau ra tay, gọi tay sai của giới vực mình tới, cộng thêm những giới vực cấp cao lệ thuộc kia nữa. Dù cao nguyên Hoàng Sa rộng lớn thế nào đi nữa, bị bao vây bắt lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nàng ta cũng nhận ra người đang khống chế yêu thú, đó là Niếp Huyền của chiến giới thần U, người có biệt hiệu là Thú Vương. Người này rất đáng sợ, hắn ta còn đáng sợ hơn cả Huyền Lôi Song Kiếm, là con lai giữa yêu thú và nhân tộc. Hắn ta không chỉ có thể khống chế yêu thú, thực lực cá nhân cũng rất kinh khủng, là một trong bốn chiến tướng của chiến giới thần U. Cỏ Nguyệt Hồn còn bao xa nữa, Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết bị thương trên lưng, nhẹ giọng hỏi. Ít nhất còn 2 ngày nữa, Bùi Tuyết nhỏ giọng trả lời. Đi trước đã. Lâm Nhất cõng nàng ta, bảo ngựa huyết long đi theo sau, sau đó thi triển kim ô cửu biến thoát ẩn thoát hiện trên đất bằng. Rư, rư, rư. 2 ngày sau, Lâm Nhất vẫn bị yêu thú đuổi theo kịp. Đó là một con yêu thú hình người có tên là Huyền Thiết Ma Viên, với thân hình phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ như máu, toát ra ma khí vô cùng khủng khiếp. Nó có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4 đỉnh phong, khí huyết ngập trời, những chiếc vảy huyền thiết trên người nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vèo. Khi tìm thấy Lâm Nhất, nó lập tức xông tới với tốc độ rất nhanh, chiều cao 10 trượng. Nó xòe tay ra, có móng vuốt bắn ra ngoài như chiếc móc sắt xoay tròn bay giữa không trung. Lâm Nhất chạy không ngừng, thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết tiếp chiêu. Ầm ầm. Âm thanh sắt đá vỡ vụn vang vọng bốn phía như tiếng sấm. Con huyền thiết ma viên này bị đánh bay ra xa, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, bàn tay nó chảy máu, móng vuốt vỡ tan tành. Sau khi ngã xuống đất, nó lăn mấy vòng liên tiếp, cánh tay chảy máu không ngừng. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Như thể đối phương mới là hung thú, một con hung thú hình người. Vù vù. Tiếng xé gió liên tục vang lên, lại thêm mấy con huyền thiết ma viên xông tới. Chúng có bộ vảy màu vàng óng, rõ ràng là mạnh hơn con vừa rồi rất nhiều, trên người mỗi con ma viên đều toát ra uy áp bá chủ, chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Bất kỳ con nào trong số chúng đều có đủ tư cách bước lên bảng thông thiên. Điều phiền toái hơn là cơ thể chúng rất cứng rắn, có thể so sánh với đạo khí bình thường. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, số lượng quá nhiều, đối phó sẽ hơi rắc rối. Ngày thường những con huyền thiết ma viên cấp bá chủ này hoành hành không sợ ai, độc chiếm một phương ở cao nguyên Hoàng Sa, nhưng hôm nay chúng lại bị ép buộc phải đi cùng nhau. Uy áp đó cực kỳ đáng sợ, trong mắt chúng tràn ngập khí tức kinh khủng. Bùm, bùm, bùm. Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết chiến đấu với những con yêu thú này, long văn tím vàng thoáng hiện trên da của hắn, cổ ấn thần dương nở rộ trong lòng bàn tay. Kim quang lấp lóe, giữa vòng vây của bầy ma viên này, hắn di chuyển rất nhanh, phóng thích uy áp vô cùng mạnh. Phụt. Vừa mới đánh nhau mấy hiệp đã có huyền thiết ma viên bị Lâm Nhất đấm xuyên người. Máu tuôn như suối, vẩy ra giữa không trung. Ba, bốn con ma viên chết thảm ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra đầy trời, xác rơi xuống như núi cao. Rư. Một con ma viên có kim quang phát ra từ giữa hai đầu mày giống lên. Quyền như sao trời bùng cháy, tấn công thẳng về phía Lâm Nhất. Nó rất mạnh, một quyền phá vỡ quyền mang và uy áp của Lâm Nhất, làm cho Lâm Nhất vốn đang định chống trả vì bị cản trở phải lùi về sau. Thịch, thịch, thịch. Những con ma viên còn lại nhân cơ hội xông tới, thi triển quyền mang hoặc xòe bàn tay khổng lồ che trời, hoặc phun ra lửa đen hừng hực bao vây Lâm Nhất. Đây là một trận chiến gian khổ. 15 con huyền thiết ma viên huyết mạch cấp bá chủ dùng đủ mọi cách bao vây tấn công Lâm Nhất. Trong số đó còn có một con ma viên đầu đàn cực kỳ mạnh, không những giữa hai đầu mày phát ra kim quang, cơ thể nó còn cao to gần 20 trượng. Lâm Nhất rất mạnh, nhưng khi cõng Bùi Tuyết vẫn bị bó tay bó chân, hơn nữa bầy ma viên này rất khó đối phó. Nếu là yêu thú cấp bá chủ bình thường, với thể chất của Lâm Nhất hiện tại, một quyền đấm chết một con, chỉ chốc lát là tất cả đều sẽ chết sạch. Đừng lo cho ta, người cứ lấy cỏ nguyệt hồn rồi đi đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết trắng bệch không còn chút máu, nàng ta thầm tuyệt vọng, không bao lâu nữa Niếp Huyền sẽ đến. Một khi hắn ta đến, họ sẽ hoàn toàn không còn đường thoát.
đến lúc đó ba giới tử cũng sẽ dẫn theo người của mình đến và chặn tất cả đường đi, cả trên trời lẫn dưới đất. Chỉ riêng một mình Niếp Huyền thôi, hai người họ đã không đánh lại rồi. Bịch. Bùi Tuyết vừa dứt lời đã bị Lâm Nhất thả xuống, mặt nàng ta khẽ biến sắc, có điều nàng ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhưng trong mắt vẫn rưng rưng nước mắt, nàng ta nói với giọng run rẩy, người hãy giết ta đi, sau đó lấy quả thần huyết, thay ta đưa cho chiến giới hoàng đồ. Thấy thế, Lâm Nhất vừa bực vừa buồn cười, nhẹ giọng bảo, ai cần quả thần huyết của cô chứ, nhắm mắt lại đi. Do cõng đối phương nên hắn không tiện rút kiếm ra thôi, nữ nhân này suy nghĩ nhiều quá rồi. Rừ, ngay lúc trì hoàn này, con ma viên tấn công hắn lúc này giống lên, đồng thời tấn công về phía hắn. Bùi Tuyết sợ tới mức mặt mày tái mét, cho rằng Lâm Nhất sẽ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ ngay trong giây tiếp theo, bèn lập tức nhắm mắt lại. Ta có yếu thế ư, ta vẫn chưa rút kiếm cơ mà. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, nắm chặt kiếm táng hoa đang nằm trong hộp kiếm vào lòng bàn tay. Vào khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm, trong mắt thiếu niên lập tức lóe lên chiến ý vô tận, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, hắn tựa như sát thần trở về từ sâu trong địa ngục vậy. Chết đi! Nụ cười trên mặt Lâm Nhất biến mất, khuôn mặt anh tuấn hơn người trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vụt! Kiếm ý thông thiên tản ra, kiếm táng hoa rời khỏi vỏ, Lâm Nhất bay lên trời, cổ tay hơi di chuyển, chém ra 15 nhát kiếm. Keng, keng, keng! Kiếm mang và vảy chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, 15 chiêu kiếm, không nhiều cũng không ít. Mỗi một kiếm đều đâm vào điểm yếu, xuyên thủng lồng ngực, chùm sáng màu vàng như tia lửa bắn ra, liên tục rơi xuống. Đến khi Lâm Nhất đáp xuống đất. Ầm. 15 con ma viên cùng ngã xuống đất, thi thể nặng nề khiến bụi đất tung bay, kêu lên ong ong. Bùi Tuyết mở mắt ra, cẩn thận quan sát. Khung cảnh trước mắt khiến nàng ta ngạc nhiên. Tất cả ma viên đều chết hết vào thời khắc nàng ta nhắm mắt. Mà ở cách đó không xa, một thiếu niên áo xanh đưa lưng về phía nàng ta, kiếm trong tay hắn đang có máu tươi liên tục chảy xuống. Keng! Lâm Nhất cất kiếm vào trong vỏ, chậm rãi xoay người lau mồ hôi trán, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi. Sức mạnh của ma viên vượt khỏi dự đoán của hắn. Sau khi sử dụng kiếm ý thông thiên mà việc giết chết chúng vẫn khá là mất sức, nếu không vì trước đó đã giao thủ thăm dò điểm yếu trước, thì e rằng còn phải mất rất nhiều công sức. Chết hết rồi ư? Bùi Tuyết tỏ vẻ khiếp sợ, nàng ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, 15 con ma viên cấp bá chủ, yêu thú hung tàn có thân thể như đạo khí, vậy mà lại chết hết dưới kiếm của đối phương trong nháy mắt. Thật sự giống như câu chuyện trong 1001 đêm, không tưởng tượng nổi. Nếu không thì sao, kiếm đã rời vỏ, chẳng lẽ còn phải để lại một con sống sót à? Lâm Nhất cất kiếm đi, lạnh nhạt nói, sau đó xử lý vết thương trước ngực. Đây là vết thương con thú dẫn đầu kia để lại trước khi chết, rất sâu, gần như sắp làm gãy xương sườn. Nếu không nhờ có bảo cốt thương long bảo vệ, con ma viên thủ lĩnh kia sẽ có cơ hội khiến hắn bị thương nặng. Thật đáng sợ, sao người có thể làm được chứ? Bùi Tuyết thầm thấy kinh ngạc. Nàng ta biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức khó tin như thế. Khó tin lắm à, Huyền Lôi Song Kiếm còn thua trong tay ta, đây chỉ là một đám yêu thú, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả người à, Lâm Nhất bình tĩnh nói. Chiêu kiếm khi nãy khá nguy hiểm, nhưng cũng nằm trong sự kiểm soát của hắn, Lâm Nhất không cảm thấy quá kinh khủng. Hắn xử lý vết thương, cười nói với đối phương, ta rất siêu phàm, đây cũng không phải ngày đầu tiên cô gặp ta. Bùi Tuyết cạn lời, không muốn nói chuyện với đối phương. Đúng là hắn rất siêu phàm, nhưng người còn chưa tăng thực lực mấy. Đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm và giết chết 15 con yêu thú cấp bá chủ trong nháy mắt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái sau khó hơn rất nhiều, dù Huyền Lôi Song Kiếm đồng thời ra tay cũng không thể làm được. Huyết mạch thân thể của Huyền Thiết Ma Viên mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Người đó phát hiện ra chúng ta rồi. Lâm Nhất nhìn về phía xa, trong bụi mù vô tận đó, hắn cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ. Hắn vẫn luôn không sử dụng kiếm là vì sợ để lộ vị trí. Tuy sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra hắn qua yêu thú, nhưng một khi đã sử dụng kiếm ý thông thiên thì cũng giống như bật đèn trong bóng tối,
chủ động chỉ rõ phương hướng cho đối phương. Đó là Niếp Huyền, chiến giới thần U có một người mang danh xưng thú vương tên là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng. Bùi Tuyết vốn mới thả lỏng một chút, khi nhắc tới kẻ này, sắc mặt nàng ta lại trở nên nặng nề một lần nữa. Chiến tướng. Lâm Nhất nghi ngờ, tỏ vẻ không hiểu lắm. Bùi Tuyết giải thích, mười phương chiến giới ngoài họ của bọn họ, những người khác họ đều là đầy tớ cũng chia thành rất nhiều loại. Chiến tướng là tồn tại rất cao cấp trong đầy tớ, thậm chí có thể có tùy tùng của riêng mình, là thuộc hạ đắc lực của các giới tử. Huyền Lôi Song Kiếm mà ngươi đánh bại trước đó cũng có địa vị khá cao, nhưng vẫn thua kém chiến tướng khá nhiều. Hắn mạnh lắm à? Đúng thế. Sắc mặt Bùi Tuyết nặng nề, nàng ta cắn răng nói. Ồ. Lâm Nhất gật đầu, nhưng chữ ồ này lại khiến Bùi Tuyết thấy khó hiểu. Trong lúc Bùi Tuyết đang ngây người, Lâm Nhất lại cõng nàng ta lên lưng, thi triển Kim Ô Cửu Biến, đi tới bộ lạc Ma Lang, nơi có cỏ Nguyệt Hồn. Ngươi, thả ta xuống, vết thương của ta gần như đã lành rồi, có thể tự đi được. Bùi Tuyết bị hành động không nói một lời nào đã cõng mình lên lưng của đối phương làm kinh ngạc, ngại đến mức đỏ bừng mặt. Cô lộn xộn cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên. Lâm Nhất cạn lời, không biết nữ nhân này đang nghĩ gì nữa. Ngươi, cái gì mà không phải lần đầu chứ, thả ta xuống, cái tên ngu ngốc này. Bùi Tuyết tức đến mức đỏ bừng mặt, hai tay đánh lên lưng Lâm Nhất, giãy giụa muốn xuống. Ta cũng muốn thả cô xuống, nhưng cô quá chậm, còn tệ hơn tiểu hồng của ta nữa, Lâm Nhất không để tâm đến nàng ta, tiếp tục điều động Kim Ô Cửu Biến, di chuyển nhanh như chớp, tựa như kéo ngắn khoảng cách, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Tiểu hồng là ai? Bùi Tuyết thoáng ngơ ngác, người này còn có tình nhân khác à? Kia kìa! Lâm Nhất tiện tay chỉ, Bùi Tuyết ngẩng đầu lên, lập tức thấy phía trước có bóng đen lóe lên. Ngựa huyết long vừa chạy về cười với nàng ta một cái. Bùi Tuyết thoáng chốc xa sầm mắt, màu đỏ ở đâu vậy, rõ ràng là một con mèo mun mà, còn cười bỉ ổi như thế nữa. Nửa ngày sau, ở nơi thi thể của Huyền Thiên Ma Viên có một bóng người chậm rãi đáp xuống, thân hình hắn ta rất cao lớn, khoác da thú, cơ bắp lộ ra sáng bóng như kim loại, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, vô cùng hoang dã. Thanh niên khoác da thú chính là Niếp Huyền. Một trong bốn chiến tướng của chiến giới thần U, có danh xưng thú vương. Trên bả vai hắn ta có một con khỉ màu đen, giữa mày con khỉ kia mọc một con mắt, là hậu duệ của ma hầu ba mắt trong truyền thuyết. Niếp Huyền xa sầm mặt, vô cùng khó coi. Tất cả Huyền Thiết Ma Viên đều chết hết mà không có một ngoại lệ nào, cái giá phải trả này khiến hắn ta rất đau lòng. Hắn ta có thể điều khiển yêu thú, nhưng cũng không phải là không mất gì, đặc biệt là yêu thú cấp bá chủ thế này. Hắn ta đã mất hơn 1000 viên đan tinh thần. Con kiến của hạ giới lại dám ngông cuồng thế này. Trong mắt Niếp Huyền lóe lên hàn mang đáng sợ, hắn ta cắn răng nghiến lợi nói. Có sát khí đáng sợ bùng nổ từ trên người hắn ta, càn quét khắp xung quanh, có người đi ngang qua cảm nhận được đều run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Khoảng thời gian này, cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả mọi người đều không thể rời khỏi khu vực này, bọn họ không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể hoạt động một cách cẩn thận. Nhưng dù thế, đại chiến thỉnh thoảng bộc phát vẫn khiến mọi người sợ hết hồn hết vía. Những tin tức đáng sợ lần lượt kéo đến, tất cả đều có liên quan đến Lâm Nhất, không một ngoại lệ. Hắn hoàn toàn trở mặt với ba chiến giới, trong lúc tránh truy sát, hắn cũng đã giết không ít người. Không ít thủ lĩnh của giới vực cấp cao phụ thuộc vào chiến giới chết thê thảm trong tay Lâm Nhất, thậm chí còn có thiên tài của mười phương chiến giới thua trong tay Lâm Nhất. Mỗi khi có tin tức tương tự lan truyền đều sẽ dẫn tới náo động, khiến nhiều người tò mò mục đích của ba chiến giới khi phải trả giá đắt như thế để giết chết Lâm Nhất. Lâm Nhất lấy được bảo cốt Thương Long trong bảo điện Thương Long, đó là bảo cốt của rồng thật, khiến ba giới tử đều động lòng. Bảo cốt của rồng thật, kinh khủng thế ư? Cơ duyên trên tạo hóa thế này có hơi lớn rồi đó. Đây chính là cơ duyên có thể giúp ích một đời. Chẳng trách ba giới tử đều động lòng, làm lớn chuyện lên như thế. E rằng Lâm Nhất không thể ra ngoài rồi. Cuối cùng tin tức vẫn bị lộ, tạo thành sóng to gió lớn trên cao nguyên Hoàng Sa này, không ai cho rằng Lâm Nhất có thể đi ra ngoài.
Hai ngày sau, Lâm Nhất và Bùi Tuyết đi tới bộ lạc Ma Lang, đó là một chiến trường cổ hoang vu và rộng lớn. Ngoài bóng dáng của Ma Lang thỉnh thoảng xuất hiện thì không còn bất cứ sinh vật nào khác nữa, hiện tại khu vực này đã là ổ của sói sa mạc Hoàng Sa. Không lâu sau đó, bọn họ đã chính mắt nhìn thấy Ma Lang Hoàng Sa. Hai người hít sâu một hơi, Ma Lang Hoàng Sa quá đáng sợ, bọn chúng cao mấy chục trượng, ngồi xổm dưới đất tựa như một ngọn núi khổng lồ, di chuyển như gió, nhìn từ phía xa giống như một dãy núi đang lao nhanh, khiến cát bụi bay đầy trời. Vừa đi sâu vào chưa bao lâu trong khu vực này, họ đã bị một nhóm Ma Lang Hoàng Sa chặn đường. Đám Ma Lang này có linh tính, đặc biệt là thủ lĩnh của chúng, nó như cảm nhận được hơi thở khiến mình phải kiêng dè từ Lâm Nhất. Hai bên đứng đối diện nhau, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vụt! Lúc hai bên rằng có đến mức đều mất kiên nhẫn, ngựa huyết long nhảy xuống từ trên vai Lâm Nhất, đi về phía thủ lĩnh của Ma Lang Hoàng Sa kia. Nó muốn làm gì? Bùi Tuyết thầm thấy sợ hãi, đồng thời còn rất lo lắng. Sợ con mèo gian trá này gây ra phiền phức, một khi không thể giải quyết, hai bên đại chiến ở đây rất có thể sẽ bị người của ba chiến giới phát hiện. Có lẽ là đang thương lượng. Lâm Nhất rất bình tĩnh, ngựa huyết long nhìn như thích gây chuyện, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin. Đúng như dự đoán. Ngựa huyết long nhả ra mấy cái túi trữ vật, lấy ra từng món bảo vật cho thủ lĩnh Ma Lang kia chọn. Thủ lĩnh Ma Lang khi thì cau mày, khi thì gật đầu, chọn được mấy thiên tài địa bảo và yêu đan của những yêu thú khác. Nửa khắc sau, ngựa huyết long trở lại một lần nữa. Dẫn Lâm Nhất bình an bước vào trong khu vực của bộ lạc Ma Lang. Cỏ Nguyệt Hồn. Khi đi tới cạnh một cái hồ, Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, những cỏ Nguyệt Hồn kia lóe lên ánh trăng màu bạc, rất dễ phân biệt. Mặt hồ yên tĩnh, có mấy con sói già canh giữ cạnh cỏ Nguyệt Hồn, bọn chúng nhìn Lâm Nhất như đang nhìn kẻ thù, không hề thả lỏng cảnh giác. Nhưng sau khi nhận được lệnh của thủ lĩnh Ma Lang, bọn chúng vẫn cho họ đi. Chấp nhận đến Lâm Nhất và Bùi Tuyết đến gần. Nhiều cỏ Nguyệt Hồn quả. Bùi Tuyết rung giọng nói, nàng ta ngạc nhiên phát hiện số lượng của cỏ Nguyệt Hồn còn nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng ta, khoảng hơn 300 cây. Cô có muốn không? Tiểu Hồng nói chúng ta có thể hái 15 cây, ta có thể chia có cô 5 cây, Lâm Nhất nói. Ngươi muốn luyện hóa nhiều thế trong một lượt à? Đừng kích động, cỏ Nguyệt Hồn này có độc đấy. Một lần chỉ luyện hóa nhiều nhất là 3 cây, nhiều hơn cơ thể sẽ nổ tung rồi chết, mạch máu cũng sẽ căng vỡ không ai chịu nổi đâu. Sắc mặt Bùi Tuyết hơi thay đổi, nàng ta nhắc nhở Lâm Nhất. 3 cây à? Lâm Nhất trầm ngâm nói, để xem, nếu không có cách để ta tu luyện ra cổ ấn thái âm hoàn chỉnh, dù nguy hiểm cũng phải liều thôi. Hắn không chần chừ nhổ 3 cây cỏ Nguyệt Hồn, cho vào miệng nhai kỹ. Oanh! Vào khoảnh khắc nuốt cỏ Nguyệt Hồn vào, thân thể Lâm Nhất như sắp nổ tung, máu huyết của hắn phát sáng, xương cốt cũng bị chiếu trong suốt. Trong lỗ chân lông có ánh trăng màu bạc biến thành sương mù, liên tục tuôn ra ngoài, cả cơ thể hắn đều như sắp nổ tung. Bùi Tuyết nói đúng, loại cỏ này có hiệu quả với cổ ấn thái âm, nhưng cũng có độc tính không nhỏ. Lâm Nhất nuốt 3 cây cùng một lúc, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của dược tính, rất dữ dội, nó tung hoành ngang dọc trong người. Rất điên cuồng. Lâm Nhất áp chế dược tính, ngưng tụ cổ ấn thái âm, sau lưng có cổ nguyệt khổng lồ chậm rãi dâng lên. Bù! Ánh sáng màu bạc chói mắt lóe lên từ trong cổ nguyệt kia, sau đó có vô số dị tượng cuộn trào mãnh liệt. Quả nhiên có hiệu quả, Lâm Nhất cảm nhận linh hồn của mình như chìm sâu vào trong trăng sáng. Rất giống những gì hắn gặp trong Thái Dương, hắn nhìn thấy rất nhiều dị tượng mà ngày thường không nhìn thấy. Rất nhiều thần thụ và vô số thần điểu, thần thú sống trong ánh trăng kia. Nhưng những dị tượng kia đều rất mơ hồ, hắn không thể thấy rõ, cũng không hiểu được. Không đủ, không đủ. Lâm Nhất giơ tay, lại hái mấy cây cỏ Nguyệt Hồn, cho vào miệng nhai. Không lâu sau đó, hắn đã cắn nuốt tới 10 cây cỏ Nguyệt Hồn, mỗi một tấc da thịt của hắn đều bắt đầu sáng lên, có cảm giác như sắp nứt ra. Thật mạnh quá. Mặt mũi Lâm Nhất vặn vẹo, hắn điều động Thương Long Thánh Thiên Quyết, để những long văn tím vàng trên người bảo vệ mình. Đến giới hạn rồi, người không thể tiếp tục được nữa. Bùi Tuyết hộ pháp bên cạnh hắn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Không cần phải lo, vẫn chưa đến giới hạn,
đã sắp thành công rồi. Lâm Nhất cắn răng kiên trì, hắn tiếp tục nhai nuốt cỏ nguyệt hồn, hết cây này đến cây khác, chỉ trong nháy mắt đã tới hơn 30 cây. Trên ngọn núi phía xa, một đám sói già cũng ngồi không yên, bọn họ đã sợ ngây người rời, thậm chí còn quên mất việc phải ngăn cản. Ngựa huyết long nhức nhối, cảm thấy trái tim đang nhỏ máu, nó muốn bầy sói này chịu để yên, nên phải lấy ra từng món bảo vật đưa cho thủ lĩnh ma lang bên cạnh, cuối cùng nó lấy ra một bầu rượu ngon long tộc. Lúc rượu ngon long tộc mở ra, mùi rượu nồng đậm và linh khí đậm đà lập tức thu hút sự chú ý của bầy ma lang. Bên ngoài cơ thể Lâm Nhất đỏ như máu, ánh trăng hào hùng bao phủ lấy hắn, xương cốt của hắn như sắp gãy lìa. Sắp rồi, sắp rồi. Lâm Nhất khổ sở kiên trì, linh hồn của hắn đắm chìm trong hoàn cảnh nào đó, thăm dò ở nơi sâu trong trăng sáng. Những con thần điểu và thần thụ xuất hiện, hắn vẫn không dừng bước chân, hắn muốn xem thử nơi sâu nhất trong trăng sáng có bao nhiêu dị tượng, hắn muốn tìm thấy chim thần có thể sánh bằng với kim ô. Khi hắn nuốt chừng 100 cây cỏ nguyệt hồn, làn da của hắn hoàn toàn nứt ra, còn rỉ máu. May mà bảo cốt của hắn đã bắt đầu có tác dụng, tản ra từng tia sáng thần văn, trấn áp độc tính của cỏ nguyệt hồn. Không được, người phải dừng lại. Bùi Tuyết thấy hối hận rồi, nàng không nên cho Lâm Nhất biết, hắn hoàn toàn điên rồi. Cơ thể Lâm Nhất quá đau đớn, hắn không thể nói quá nhiều, chỉ có thể trả lời một cách đơn giản. Rắc, 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 rắc. Nhưng không lâu sau đó, cơ thể hắn bắt đầu dần vỡ ra, làn da cũng ngày càng nứt nhiều hơn. Hắn dùng quá nhiều cỏ nguyệt hồn, còn dùng liên tục, bảo cốt thương long cũng không kịp trấn áp toàn bộ. Đây là một xu hướng khá tệ, không lâu sau đó, thân thể sẽ lập tức tan rã. Hồng hộc. Vô số ma lang hoàng sa xung quanh hồ cũng vây quanh lại, bọn chúng cũng thấy rất ngạc nhiên. Cổ nguyệt sau lưng Lâm Nhất đã to lớn đến mức đáng sợ, thậm chí còn che khuất cả ánh trăng thật sự trên bầu trời. Phụt. Lâm Nhất ho khan một tiếng, phun ra máu tươi, xương cốt của hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, những vết nứt xuất hiện. Tình huống rất tệ, nếu còn tiếp tục kiên trì, toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ tan tành. Gào. Lâm Nhất quát to một tiếng, hoa tinh ma trong ba khí hải của hắn hừng hực bốc cháy, ảo ảnh của từng đóa hoa tinh ma xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, bao phủ thành thánh huy tràn ra ngoài, áp chế độc tính của cỏ nguyệt hồn, cả cơ thể hắn đều bị tia sáng này bao phủ. Sương mù lượn quanh, thánh huy ngập tràn, khiến người khác không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, đường nét cơ thể trở nên mông lung. Quá siêu phàm. Bùi Tuyết lùi sang một bên, cắn nhẹ môi dưới, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đúng là siêu phàm tuyệt thế, hắn quá mạnh, một khi quật khởi sẽ dẫn đến vô số gió tanh mưa máu. Ở đại thế tên Côn Luân ấy cũng đủ để hắn tỏa sáng, tranh phong với những thiên kiêu thế tử nơi đó. Trừ sử dụng hoa tinh ma ra, Lâm Nhất còn vận chuyển hai đại kiếm quyết, diễn hóa thành dị tượng trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở lấp đầy bầu trời. Hắn đang dùng các loại thủ đoạn để củng cố xác thân của hắn, không đến nỗi tan rã. Dù là vậy, Lâm Nhất cũng rất chật vật, toàn thân chảy máu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng sau ba ngày, Lâm Nhất vẫn chưa chết, hắn kiên trì được. Dưới ánh trăng, trong những bóng hoa trùng điệp, Lâm Nhất ngồi khoanh chân dưới đất giống như lợi kiếm phong mang rời vỏ. Thật đáng kinh ngạc, Bùi Tuyết không khép được miệng. Trong ba ngày này, Lâm Nhất vẫn đang cắn nuốt cỏ nguyệt hồn, tuy không khoa trương như trước kia, nhưng tổng số cũng đạt đến hơn 200 cây. Thành công rồi. Lâm Nhất mở hai mắt ra, trong mắt lóe sáng. Rắc. Vầng cổ nguyệt rồi rào ở sau lưng hắn ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô số ánh trăng dịu dàng. Giống như những cánh hoa tuyết rơi lên mặt hồ. Xoạt. Theo đó lại có ánh trăng tỏa ra, nhiều ma lang nhìn thấy mà vô cùng kinh ngạc. Giữa lòng bàn tay Lâm Nhất lan tỏa ra một vầng cổ nguyệt, sâu trong cổ nguyệt có một con chim phượng hoàng toàn thân tỏa ánh sáng bạc, toát ra khí tức cổ xưa mà cao quý, bế nghễ thiên hạ, lạnh lùng kiêu ngạo. Đó là một con ngân hoàng. Đó là thần điểu cổ đại sống ở sâu trong ánh trăng sánh ngang với kim ô. Cổ ấn thái âm hoàn chỉnh nhất. Trong mắt Lâm Nhất dâng lên niềm vui và sự phấn khởi vô tận, cuối cùng cũng thành công rồi.
ngưng kết ra được cổ ấn thái âm ở cấp bậc thế này đồng nghĩa hắn có thể tu luyện võ học cấp thánh linh nhật nguyệt thần quyền. Thần quyền như kiếm, có thể dễ dàng diễn hóa thành nhật nguyệt thần kiếm. Đến lúc đó, bảo cốt thương long hộ thể, kiếm ý thông thiên gia trì, nhật nguyệt thần kiếm hiển uy, ba con át chủ bài tuyệt thế ở trong tay, trên con đường thông thiên này nơi nào không thể đi. Vầng trăng sáng thật hoàn hảo. Nó nở rộ trong lòng bàn tay Lâm Nhất, vầng sáng trải rộng chống đỡ cả bầu trời này, bên trong nó có một con thần điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc giống như kim loại. Đó là Ngân Hoàng. Nó cổ xưa mà cao quý, đến nỗi khiến cho vầng trăng tròn ở lòng bàn tay Lâm Nhất trông tràn đầy khí tức thần thánh. Lâm Nhất được ánh sáng bao trùm càng thêm nổi bật, giống như trích tiên dưới ánh trăng, mờ ảo xuất trần. Vào giờ phút này, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo vượt trội, kỳ ảo như yêu ma trông càng thêm phóng khoáng. Soạt! Ánh trăng chiếu rọi hồ nước bao la, dưới đáy hồ như cũng sinh ra một vầng trăng sáng. Đám sói của bộ lạc Ma Lang đều kinh ngạc, cơ thể bọn chúng to lớn như núi, con nào con nấy hết sức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Những con sói già vốn có phê bình kín đáo với Lâm Nhất, vào giờ phút này cũng trở nên cực kỳ thành kính, trong ánh mắt tràn ngập sự kính ngưỡng và thần thánh. Cỏ Nguyệt Hồn là cỏ thánh của chúng, hồ nước cũng là hồ thánh của chúng. Thánh địa cổ xưa đã nhiều năm không hiển thánh. Giờ phút này lại vì một người ngoại tộc mà tỏa sáng lần nữa. Thậm chí ngay cả vầng trăng sáng ngủ say trong hồ thánh cũng tỏa sáng rực rỡ, trông thật phi phàm, tràn đầy sự cổ quái. Lúc này, ánh mắt của thủ lĩnh tộc Hoàng Sát Ma Lang đứng bên cạnh Huyết Long Mã cũng trở nên cực kỳ sâu sắc. Bên bờ hồ thánh, Lâm Nhất chuyển động. Hắn bắt đầu diễn luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền, hắn đã thuộc lòng môn quyền pháp này từ lâu. Hơn nữa, hắn còn có nền tảng Nhật Diệu Thần Quyền, tu luyện cũng rất thuận lợi, sẽ không có bất cứ trở ngại nào, chỉ đợi ngưng kết ra cổ ấn thái âm hoàn hảo là được. Bây giờ, cổ ấn thái âm hoàn hảo đang nằm trong lòng bàn tay Lâm Nhất, tỏa ra ánh sáng hoa lệ trước nay chưa từng có. Tương tự với Nhật Diệu Thần Quyền, Nguyệt Diệu Thần Quyền cũng chia làm ba dị tượng, chỉ là những dị tượng đó có hơi khác biệt với Hạo Nhật. Đại Nhật diễn hóa từ lúc mọc đến lúc lặn đều có dị tượng hùng vĩ. Nhưng trăng sáng trên cao tròn rồi sẽ khuyết, phải duy trì trăng tròn liên tục mới có thể chống đỡ được vùng đất trời này. Nguyệt mãn hoa hương. Trăng sáng đương tròn, trăm hoa tỏa hương, cảnh đẹp ngày lành nên là như vậy. Đó là dị tượng đầu tiên của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Lâm Nhất phung quyền, vạn dặm hoa nở, trăng sáng lơ lửng trên không, trăng tròn thuần túy yên tĩnh treo giữa cửu thiên. Mênh mông xa cách, hào hùng rộng lớn. Đó là một vầng trăng bạc đầy thần thánh khiến người ta muốn quỷ bái, không dám khinh nhờn. Phi thiên lãm nguyệt. Giữa bầu trời, ánh trăng sáng tỏ không tì vết xuất hiện thêm hình bóng năm ngón tay, mơ hồ nhìn lại giống như một bàn tay tiên nhân đang xoa nắn vầng trăng ấy. Chính là dị thượng thứ hai của Nguyệt Diệu Thần Quyền, phi thiên lãm nguyệt thủ. Bùi Tuyết đứng không xa vẻ mặt nghiêm trọng, nàng ta đang quan sát. Phát hiện Nguyệt Diệu Thần Quyền của Lâm Nhất và của Vũ Hạo Thiên khác biệt về bản chất. Vũ Hạo Thiên quen dùng ma quang thúc đẩy, mặc dù trông có vẻ uy lực khủng khiếp hơn nhiều, nhưng rõ ràng hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa mà trăng bạc đại diện. Còn Nguyệt Diệu Thần Quyền mà Lâm Nhất triển hiện ra rõ ràng mạnh hơn, tràn đầy thần thánh khiến người ta cảm thấy bao la hùng vĩ từ tận đáy lòng. Hắn đứng ở trước mặt nhưng lại giống như cách một dòng ngân hà, có khoảng cách xa xôi vô tận. Đây là cổ ấn thái âm hoàn hảo đây sao? Bùi Tuyết sáng mắt, mơ hồ đoán được nguyên do trong đó. Quả nhiên Lâm Nhất nói không sai, phẩm cấp cổ ấn thái âm khác nhau, Nguyệt Diệu Thần Quyền này là một quyền pháp hoàn toàn khác, uy lực phẩm cấp sẽ biến đổi theo nó. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc, một quyền pháp lại chứa ý nghĩa sâu xa phức tạp như vậy, suýt chút nữa bức chết một siêu phàm tuyệt thế. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả đất trời bỗng nhiên biến sắc. Một luồng khí tức đáng sợ như ngày tận thế cuốn qua đất trời. Trong mắt Bùi Tuyết lộ ra vẻ kinh hãi, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng ấy hạ xuống, mang theo khí thế hủy diệt đất trời. Trừ điều đó ra còn có vô số ngôi sao rơi xuống, giống như những quả cầu lửa xẹt qua bầu trời, xé rách bầu trời. Đây là Nguyệt Vẫn Tinh Lạc, dị tượng thứ ba của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nhìn thấy dị tượng đó, cả bộ lạc Ma Lang đều kinh hãi. Những con ma lang sợ hãi nôn nóng,
tràn đầy bất an. Tan. Lâm Nhất ở giữa không trung mỉm cười, hắn đưa tay ra, tiếp tục vung lên, lúc này dị tượng bỗng chốc tan biến. Uy lực dồi dào như vậy đương nhiên không thể để nó rơi xuống vùng đất này, nếu không, đám ma lang chắc chắn sẽ liều mạng với mình. Tương tự với Nhật Diệu Thần Quyền, Nguyệt Diệu Thần Quyền này cũng có bí thuật cửu ấn hợp nhất, tên là Vạn Cổ Trường Không. Một mai phong nguyệt, vạn cổ trường tồn. Lâm Nhất khoác ánh trăng, nhẹ nhàng đáp xuống từ giữa không trung, nhìn hồ thánh của bộ lạc ma lang ở phía trước, lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên nhiều hình ảnh của Nhật Diệu Thần Quyền, bát phân kiến Nhật, tử khí đông lai, chiêu dương như hỏa, Nhật mộ đổ viễn, cửu dương diệu thiên. Nhật và Nguyệt ấn chứng lẫn nhau, Lâm Nhất suy nghĩ nhanh như chớp, trong đầu dâng lên rất nhiều linh cảm. Hắn cảm giác được một loại ý nghĩa sâu xa của võ học tối cao đang dần dần dung hòa, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hóa ra là vậy. Lâm Nhất lộ ra ý cười, trong lòng có giác ngộ. Nhật và Nguyệt hoàn toàn khác nhau, nhưng lại bổ sung lẫn nhau, ấn chứng lẫn nhau. Sau khi đồng thời tu luyện hai quyền pháp, Lâm Nhất phát hiện mình có lĩnh ngộ mới đối với Nhật Diệu Thần Quyền lẫn Nguyệt Diệu Thần Quyền. Bản thân chúng đã đạt đến đỉnh phong đế giả của võ học tạo hóa. Trong cùng cảnh giới, Lâm Nhất dùng Nguyệt Diệu Thần Quyền nghênh địch sẽ không sợ bất cứ võ học tạo hóa cấp đế giả nào. Bây giờ hắn vô cùng mong chờ, đợi đến khi hai mảnh ngọc giản dung hòa, rốt cuộc sẽ có võ học thánh linh như thế nào. Lâm Nhất một thân áo xanh đứng ở bên hồ, người khoác ánh trăng. Hắn đứng hồi lâu không động đậy, để mặc tư duy phát tán, không ngừng ấn chứng nhật nguyệt trong lòng. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch mới. Có khí thức thần thánh chảy ra từ trong cơ thể, ngưng kết thành xương, lượn lờ quanh người khiến hắn tràn ngập khí chất trông như tiên linh. Trong nháy mắt, bộ lạc ma lang lại trở nên sốt sắng bất an, có tin xấu truyền đến. Người của chiến giới thần U đã lục soát tới đây, trong lửa giận của chiến tướng Niếp Huyền, nhiều tôi tớ dẫn theo giới vực cấp cao đi khắp nơi tra soát. Bọn họ đang tìm tung tích của Lâm Nhất, một đội ngũ to lớn cưỡi trên những con ma thú. Giống như ma vân ùn ùn kéo đến từ phương xa. Đội hình đó cực kỳ đáng sợ. Bùi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, mây đen ở phía xa chuyển động, dâng lên khí tức cực kỳ đáng sợ. Nàng ta chợt biến sắc. Đó là tôi tớ của Niếp Huyền. Lúc trước Lâm Nhất bị lộ vị trí, hắn ta đã phái tôi tớ tới đây. Nói là tôi tớ nhưng những người đó ít nhất đều có thực lực sánh ngang với Huyền Lôi Song Kiếm, trong mắt người ngoài đều là nhân vật như cấm kỵ. Bọn họ được Niếp Huyền cố ý sai phái đến đây, chắc chắn đã lựa chọn kỹ càng, thậm chí còn mạnh hơn cả Huyền Lôi Song Kiếm, hơn nữa số lượng lại đông. Bùi Tuyết cảm ứng kỹ càng một lúc, khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc mất đi sắc máu. Không tính những yêu thú cấp bá chủ và giới vực cấp cao, tất cả có 7 nhân tài chiến giới. Khí tức bọn họ vô cùng mạnh, còn không hề che giấu. Kết bè kéo phái giết tới đây khiến cho cả bộ lạc ma lang rơi vào khủng hoảng và bất an. Bùi Tuyết càng thấp thỏm hơn, từ khi bị truy sát và mai phục tới nay, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải rắc rối khó dây như vậy. Đội hình lớn thật, đáng tiếc không thấy vị chiến tướng mà cô nói. Bên tai Bùi Tuyết vang lên giọng nói khẽ, nàng ta quay đầu nhìn, lại là Lâm Nhất không biết đã bừng tỉnh từ trong trạng thái lĩnh ngộ từ lúc nào. Bớt khoác lác. Còn không mau chạy đi, đám người đó đều là tôi tớ mà Niếp Huyền lựa chọn, bản thân hắn ta chắc chắn cũng sẽ không ở cách đây quá xa. Khu vực này không thể ở lâu được nữa, Bùi Tuyết lộ vẻ bất an, không quan tâm đến lời Lâm Nhất nói, nàng ta muốn rời đi trước khi bị người khác phát hiện ra. Chạy! Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, chỉ là ý cười đó ít nhiều hơi lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn vẫn chưa hạ sát thủ với chiến giới. Dù ngày ấy giao đấu với Huyền Lôi Song Kiếm cũng chỉ đánh Mạc Huyền tàn phế, nếu miễn cưỡng giết chết đối phương trước khi tam đại chiến giới kia đến cũng không phải không thể, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy. Bất cứ ân oán nào, chỉ cần không có người chết thì chung quy cũng có cơ hội vãn hồi. Những ngày qua bị truy sát, hắn cũng không hạ sát thủ với người trong chiến giới, từ đầu tới cuối đều giữ lại đường lui. Lâm Nhất cười giễu trong lòng, xem ra không có hiệu quả gì mấy. Ngươi chừa đường lui, người ta lại tưởng ngươi sợ, không những không cho ngươi đường lui mà còn trở nên hung ác hơn. Tam đại chiến giới liên thủ chưa nói, ngay cả yêu nghiệt cấp bậc chiến tướng cũng phái tới đây.
đây là định đuổi tận giết tuyệt, không chừa đường sống. Tưởng Lâm Nhất này là người dễ bắt nạt, mười phương chiến giới thì đã sao, một kiếm chảm là được. Soạt. Không làm gì cả, đưa cô đi giết người. Lâm Nhất nhếch khóe miệng, kim ô cửu biến vận chuyển, dòng khí màu vàng rồi rào bọc lấy Bùi Tuyết lao vọt lên trời. Ầm. Nửa canh giờ sau, hai người đáp xuống, phía trước bọn họ có một tầng mây đen nhánh cản đường, đó là một đám ma thú đông nghịt. Ô hô, đây không phải đôi cẩu nam nữ đó sao? Lại tự chui đầu vào lưới. Tầng mây cuồn cuộn, trên lưng ma thú có một giọng nói đùa cợt vang lên, người nói chuyện khoác chiến giáp màu vàng, có địa vị cực cao trong đám người này. Hắn ta là nhân tài của chiến giới thần U, chiến giáp trên người cũng là chiến giáp huyền quang danh tiếng lẫy lừng, trong thần U giới chỉ có người lập được chiến công mới có tư cách sở hữu. Người đang nói ai? Bùi Tuyết nổi giận, gương mặt xinh đẹp tái mét. Ha ha, một ma đầu thiếu niên tâm địa độc ác, giết người như ngoé, một yêu nữ mê hoặc lòng người, dụ dỗ người khác, nói hai ngươi là cẩu nam nữ không còn gì thích hợp hơn. Một người trẻ tuổi mặc áo xám ở bên cạnh thanh niên mặc giáp vàng lên tiếng. Hắn ta có gương mặt tuấn tú, tóc dài tung bay, đứng trong tầng mây nhìn chằm chằm Bùi Tuyết, lạnh lùng nói. Đám tôi tớ của chiến giới thần U đừng có khinh người quá đáng. Đợi ra khỏi con đường thông thiên đến đại thế, các ngươi sẽ phải chịu sự trả thù, Bùi Tuyết lạnh giọng nói. Thú vị! Thanh niên áo xám cười mỉa, chưa nói tới các ngươi không thể nào chạy thoát khỏi khu vực này. Cho dù có thoát được thật, chẳng lẽ chiến giới thần U bọn ta không có nội tình ở đại thế hay sao? Hai người các ngươi một người giấu quả thần huyết, một người có bảo cốt chân long, tam đại chiến giới liên thủ mà còn mong sống sót rời đi, không biết có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Hãy ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin, có lẽ còn có một cơ hội sống. Trong tầng mây lại có người khinh thường nói. Thanh niên áo xám nhìn chằm chằm Bùi Tuyết từ trên cao, lộ ra nụ cười dâm tà. Khẽ giọng nói, nghe nói tộc các cô có rất nhiều cách hầu hạ người khác, nếu ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ ta có thể nói vài câu với chiến tướng đại nhân, giữ cho cô một mạng. Cút! Bùi Tuyết tức đến run rẩy cả người, nghiến răng quát giận. Ha, ha, ha! Trong tầng mây lập tức vang lên những tiếng cười xuồng xã, những ánh mắt không kiêng dè, không hề sợ hãi, hoàn toàn không để Lâm Nhất và Bùi Tuyết vào mắt. Chỉ là hai con kiến mà thôi, đối phó giới vực cấp cao có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt chiến giới bọn họ thì không đáng nhắc tới, kiến vẫn chỉ là kiến, chẳng qua hơi to mà thôi. Chiến giới thần U ở đây, còn không quỳ xuống xin tha. Trong tầng mây, thanh niên giáp vàng có bộ dạng thủ lĩnh quát giận bằng giọng vô cùng uy nghiêm, chấn động tám hướng, vang vọng trời xanh. Giọng nói đó đinh tai nhức óc, không ngừng vang vọng giữa đất trời, trong nháy mắt đã truyền sang nghìn dặm. Hắn ta đang uy hiếp Lâm Nhất, cũng là nhân đó thông báo cho Niếp Huyền, đã tìm thấy người cần tìm. Cô muốn giết ai? Lâm Nhất rời mắt khỏi ma vân phía xa, nhỏ giọng hỏi bên tai Bùi Tuyết. Đều đáng giết. Bùi Tuyết tức giận, bất giác nói, nhưng nói xong lại có chút hối hận. Lâm Nhất rất phô trương, không hề che giấu sát ý của mình. Ở phía trên tầng mây, đám người cao cao tại thượng kia cũng nghe thấy. Sau đó có tiếng cười khẩy và khinh thường vang lên giữa không trung. Thanh niên áo xám cười xấu xa muốn bắt Bùi Tuyết hầu hạ mình trước đó lạnh lùng nói, giết chúng ta. Còn không chừa một kẻ nào. Hừ, thứ không biết sống chết, đợi lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, ngươi sẽ được biết thủ đoạn của chiến giới thần U ta thôi. Thanh niên mặc giáp vàng uy nghiêm, tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng. Mới thắng được hai tên quân tôm tiểu tướng đã tưởng mình vô địch à. Lát nữa giới tử của chiến giới thiên càn đến, cho ngươi một bạt tai ngay trước mặt hắn ta nghĩ vẻ mặt của hắn ta sẽ đặc sắc lắm. Ăn nói thật hùng hồn, ta nghĩ các ngươi nên lo mà trốn trước đi, có lẽ còn có được vài người sống, Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đám người trong tầng mây. Sâu kiến, câm miệng. Trên bầu trời, thanh niên giáp vàng nổi giận. Hắn ta hét lên một tiếng như sấm đánh giữa trời mây. Ầm. Mây mù dày đặc trên bầu trời bị phá vỡ, ngay khi tầng mây rách ra, một bầy ma thú đông nghịt xuất hiện. Trên mỗi con ma thú đều có một người đang ngồi, kẻ cầm đầu chính là bảy tên thuộc hạ của thú vương Niếp Huyền đến từ chiến giới thần U. Tất cả bọn họ đều có phong thái hiên ngang, khí chất bất phàm, trên người quanh quẩn khí tức mạnh mẽ.
Bất cứ kẻ nào cũng không được phép khinh nhờn sự uy nghiêm của chiến giới. Đồ sâu kiến, người đã phạm phải tội chết tày trời, thanh niên áo xám bên cạnh thanh niên giáp vàng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt có ánh sáng lạnh phun trào. Sâu kiến, ta thấy người mới là sâu kiến đấy, có điều là bay cao hơn thôi, có lẽ ngay cả sâu kiến cũng không bằng nữa. Lâm Nhất nhếch mép cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Thanh niên áo xám lập tức nổi giận, sát ý trong mắt tăng vọt, phù văn trong bốn vùng khí hải chuyển động, tỏa sáng rực rỡ. Lâm Nhất lĩnh ngộ ý chí nhật nguyệt, tầm nhìn phóng đại, cũng đã nhìn thấy rõ phù văn trong vùng khí hải của những nhân tài kiệt xuất chiến giới này. Trên thực tế chúng là linh văn được vẽ bằng bí thuật, sau đó rèn luyện bằng địa bảo thiên tài lâu ngày, có tác dụng dưỡng khí hải. Tuy rằng nó hoàn toàn không thể so sánh với hoa tinh ma trong cơ thể Lâm Nhất, nhưng vẫn có ưu thế cực lớn so với các nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép khinh nhờn sự uy nghiêm của chiến giới, kẻ nào dám, giết không tha. Thanh niên giáp vàng lạnh lùng nói với vẻ mặt không cảm xúc, Thác Hải, người đi giết hắn đi. Thanh niên áo xám được gọi là Thác Hải vuốt nằm đáp, rõ. Vẻ giận dữ trong mắt hắn ta biến mất, quay trở lại bình tĩnh, chỉ còn sát ý và ánh sáng lạnh không ngừng phun trào. Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết khẽ biến sắc, trong lòng sợ hãi, nhiều nhân tài kiệt xuất chiến giới như vậy, còn có bảy yêu thú kia, hoàn toàn không nên cậy mạnh nghênh địch trực diện. Đừng bốc đồng, đi nhanh lên, nếu ngươi vẫn không chịu đi, tên thú vương Niếp Huyền kia sẽ đến thật đấy, nàng ta đứng bên cạnh Lâm Nhất nói nhỏ. Đi được à, một con kiến thôi, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi đó cho ta. Thanh niên áo xám lao tới, tốc độ của hắn ta rất nhanh. Trên người phát ra ánh sáng đen đáng sợ. Đó là u ảnh được ngưng tụ từ hàn quang, vô cùng khủng khiếp, không khí ở những nơi nó đi qua đều đóng băng rồi vỡ vụn, bay thẳng đi như những ngôi sao lạnh lẽo. Những ngôi sao này đều ẩn chứa năng lượng cô đọng vô hạn, có thể nổ tung làm nhân tài kiệt xuất cùng cảnh giới bị thương bất cứ lúc nào. Công pháp này có tên là Vạn Tinh Quyết, chính là chiêu sát thủ đã giúp chiến giới thần u tung hoành trên con đường thông thiên. Quỳ xuống. Thanh niên áo xám hét lên một tiếng, hắn ta lao tới trên đầu Lâm Nhất, sau đó vung tay lên, vô số ngôi sao tập hợp vào trong lòng bàn tay hắn ta, cấu thành một ấn ký cổ xưa. Trên bầu trời, thanh niên giáp vàng và lũ đồng bọn đều nở một nụ cười khinh thường trên khóe môi. Ngoài cách quỳ xuống xin tha thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ thậm chí còn đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Nhất bị Thác Hải đấm vỡ chân nguyên hộ thể bằng một chưởng. Đè đầu quỳ xuống đất không thể đứng dậy. Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đây chính là kết cục khi dám nhục nhã chiến giới thần u. Soạt. Nhưng lúc này, trên người Lâm Nhất đột nhiên hiện lên ánh trăng bạc sáng ngời, vô số tia sáng phát ra từ trong cơ thể hắn. Thanh niên áo xám lơ lửng trên đầu Lâm Nhất lập tức bị ánh trăng bao trùm, hắn ta như kẻ phàm trần rơi xuống nước, mặt đỏ bừng vì nín thở. Hắn ta vô cùng kinh hãi phát hiện khí thế của mình đã bị áp chế, hoàn toàn không thể thi triển ý chí võ học. Hắn ta chìm vào một dị tượng đáng sợ, nó rộng lớn mênh mông, sâu thẳm vô tận. Rõ ràng Lâm Nhất đang ở ngay trước mắt nhưng lại mang đến cho hắn ta cảm giác như cách xa một dải ngân hà. Nguyệt mãn hoa hương. Hai tay Lâm Nhất kết ấn, ngay khi ấn ký xuất hiện, hắn đột nhiên xòe hai tay ra, tay áo nhẹ nhàng tựa mây. Soạt. Trăng tròn vành vạnh, trăm hoa ngát hương, ngày lành cảnh đẹp là như thế này. Một vầng trăng cổ dâng lên từ phía sau lưng Lâm Nhất, ánh trăng bạc bỗng chốc che phủ khắp bầu trời, vô số bông hoa tử diên dốc lòng bay múa, tỏa hương thơm ngát. Khi dị tượng này xuất hiện, thanh niên áo xám lơ lửng trên không trung như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống. Phịch một tiếng, hắn ta quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Bịch. Hai đầu gối chạm đất phát ra tiếng bịch, đã gãy xương, Thác Hải la hét vô cùng thảm thiết. Chuyện này, sao có thể xảy ra? Thanh niên mặc giáp vàng và cả đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đều choáng váng, ai cũng la thất thanh. Ở trong mắt họ, Thác Hải vừa mới thi triển thần uy đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Nhất. Mọi thứ đảo ngược quá nhanh, thậm chí họ còn không kịp phản ứng. Đây không phải yêu nghiệt chiến giới cao cao tại thượng sao? Vừa rồi còn đòi giết ta, sao bây giờ đã quỳ gối trước mặt ta rồi? Ngươi là nhân tài kiệt xuất chiến giới cao quý cơ mà, ta không nhận được đâu, Lâm Nhất cười nhếch mép chế nhạo đối phương.
thằng hạ giới đê tiện, có gan thì giết ta xem. Thanh niên áo xám uất ức, dù có làm thế nào hắn ta cũng không thể đứng lên, trong lòng dâng lên đôi chút tuyệt vọng. Thác Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt hung tợn. Với thân phận là nhân tài kiệt xuất của chiến giới thần U, hắn ta không tin đối phương sẽ thật sự dám giết mình. Nhưng vừa dứt lời, người hắn ta đã bay lên cao, một tia trưởng mang in lên trên ngực hắn ta. Trong lòng bàn tay kia hiện lên cổ ấn thái âm, phượng hoàng bạc bay lượn trong cổ ấn, toát ra khí tức cổ xưa và cao quý. Không! Thanh niên áo xám lập tức kinh hoàng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, hắn ta cảm nhận được tử vong đang đến gần. Bùm! Hắn ta bị cổ ấn thái âm hoàn mỹ đánh trúng, vừa định lên tiếng thì người đã nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy trên không trung, chết ngay tại chỗ. Giữa không trung có năm phù văn dính máu phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã vượt qua đám người thanh niên mặc giáp vàng, nổ ầm ầm trên chỗ cao nhất của bầu trời, biến thành xương máu dày đặc mãi không tan biến. Phù văn in dấu trên trời, trông cực kỳ nổi bật, dù cách xa vô tận vẫn có thể nhìn thấy rõ. Làn xương máu kia sáng ngời như pháo hoa, cực kỳ chói mắt. Đám người thanh niên giáp vàng trên trời lập tức đỏ mắt, không ngờ nhân tài kiệt xuất của chiến giới lại chết. Họ là cấm kỵ, xưa nay luôn cao cao tại thượng, mọi người phải ngước nhìn, đến nay chưa từng có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới chết ở con đường thông thiên. Chẳng có một ai cả. Kể cả Huyền Lôi Song Kiếm chịu nhục nhã trong tay Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng sống sót nhờ đạo giáp. Bây giờ Thác Hải lại chết ngay trước mặt họ, chết không toàn thây, chết trong nháy mắt. Giết hắn! Giết hắn! Giết, giết, giết! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết vang vọng khắp nơi, trên trời bùng nổ sát ý vô tận khiến vạn vật sinh linh cũng phải run rẩy. Ồn quá đi! Lâm Nhất bị ồn ào làm mất kiên nhẫn, hắn khịt mũi một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên bay lên không trung. Phi Thiên Lãng Nguyệt Thủ! Khi hắn đứng lơ lửng trên không trung tung một trường, bàn tay tựa ngọc thò ra từ trong ống tay áo, mười ngón tay linh hoạt kết ấn. Xoạt! Vầng trăng cổ vĩ đại kia xuất hiện mười cái bóng ngón tay, trông như có một bàn tay đang vuốt ve muốn nắm mặt trăng vào trong lòng bàn tay. Và khi trường này của Lâm Nhất đập xuống, một bàn tay khổng lồ kéo theo ánh trăng bạc che khuất bầu trời, nặng nề hạ xuống. Phụt! Đám người đang ngồi trên lưng ma thú kêu giết kia lập tức chết hơn một nửa, từng quả cầu máu lần lượt nổ tung trên bầu trời, khói tản ra dày đặc, còn bầy ma thú đông nghịt đều chết hết. Thật đáng sợ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đáng sợ của chiêu thức này, Lâm Nhất luyện hóa tạo hóa, hấp thu 100 cây cỏ nguyệt hồn, làm cho nguyệt diệu thần quyền trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Hắn dùng nhật nguyệt kiểm chứng lẫn nhau, càng giúp cho uy lực của quyền pháp này tăng vọt. Đến khi ra tay giết người cũng thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của Lâm Nhất. Ra vậy. Tia sáng thoáng vụt qua trong mắt Lâm Nhất, ý tưởng mới nảy lên trong đầu, hắn đang lĩnh ngộ được điều mới trong lúc chiến đấu. Nhật Nguyệt Thần Quyền không phải hai loại quyền pháp khác biệt nhau, chúng đang bù đắp cho nhau. Khi nào cả hai dung hợp triệt để sẽ có một cánh cửa mới mở ra với hắn. Nguyệt Diệu Thần Quyền mà hắn hiện đang thi triển đã vượt quá cấp bậc vốn có của nó. Bởi hiểu được đại khái về võ học cấp thánh linh, hắn đã vượt qua tạo hóa. Trời à! Ánh mắt Bùi Tuyết chợt lóe, nàng ta há hốc mồm, hết sức ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây, nàng ta mơ hồ đoán được gì đó, bỗng chốc hoảng sợ với suy nghĩ của mình, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ võ học cấp thánh linh? Điều này không thể nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giải thích rằng nhất định là thế. Hắn chắc chắn có lá bài tẩy. Không thì hoàn toàn không cần phải liều mạng luyện hóa nhiều cỏ nguyệt hồn như vậy. Đó là đang liều mạng. Chỉ vì nguyệt diệu thần quyền thôi thì chẳng đáng chút nào. Trên trời vẫn còn có người đang kêu rên, là đồng đội của thanh niên mặc giáp vàng. Họ là nhân tài kiệt xuất của mười phương chiến giới, chúng chiêu này chỉ bị thương nặng, vẫn chưa chết, còn một hơi cuối cùng để kéo dài hơi tàn. Họ ra sức thôi động bí thuật, uống linh dược, triệu hồi bảo giáp. Họ không muốn chết. Bùm! Nhưng trong chốc lát, Lâm Nhất lại đưa tay tung một chưởng đầy vô tình và lạnh lùng. Không, người dừng tay, mau dừng tay lại. Thấy cổ ấn nguyệt diệu không ngừng phóng đại, thanh niên mặc giáp vàng lập tức hét toáng lên. Phụt! Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 133.